Mến chào khán giả. Em có mặt tại bến đò dành khi hôn vào buổi sáng. Hôm nay là ngày Chủ nhật để ngắm sông, ngắm đò, ngắm du khách qua lại để viếng chùa hoặc là đi đám tiệc, đi công việc qua lại trên con đò. Rất là nhiều người, rất nhộn nhịp, rất vui à. Khán giả cùng xem và ngắm những chiếc xà lan, những chiếc ghe chạy trên sông chở gạo rất tuyệt vời. Bây giờ nước vẫn còn lớn à. Rất là nhiều ghe xà lan chạy trên sông ạ. Đây là những cái chiếc ghe. Đây là những người chào đò. Chào đò rất là nhiều. Những người chào để được sang bên Mỹ Tho hoặc qua chợ gạo, qua cổng chào Mỹ Tho. Nước lớn nhưng mà đang giật rồng rồi nên mực nước nó xa bờ. Tàu ghe chạy sóng vỗ rất là đẹp. Rồi đò bắt đầu khởi động đi qua bên mé bên đây rồi. Đò qua lại nhìn vui lắm, rất là nhiều người lạ, người này qua rồi cái đến người kia đến, chạy đủ loại xe. Người ăn mặc quần áo đủ màu luôn, người mặc đồ này người mặc đồ kia, nam có nữ có, già có trẻ có, đủ thứ phương tiện, xe du lịch, xe taxi, xe tải. Đang qua là trên đò có một chiếc du lịch, đó chắc 7 chỗ. Đò bắt đầu cập bến, bắt đầu người lên rất là vui mắt này, khán giả xem này. Người chạy xuống, người chạy lên cũng rất là vui mắt nha. Người trên đò sẽ chạy lên bờ, người bắt đầu bên đây chạy xuống đò. Chiếc du lịch này là đi viếng mẹ Nam Hải thôi. Xe Honda mà
chở 4-5 chuối vừa khô luôn. Chở giỏi thế. Chiếc xà lan hầm mà chở hàng, chiếc xà lan hầm chở chở ô cái chiếc đò nó về, nó về ngoài sau rồi gặp chiếc xà lan hầm, đò lật đật tấp mấy né liền, xà lan hầm lù lù chạy đến quá trời, gặp chiếc xà lan hầm chở khẩm luôn. Xà lan chạy nhiều là đò lái rất cực, về tới về lùi là rất là cứng tay lái luôn nè, mấy anh tài công mà lái đò này. Rất là nhạy mắt thôi, rất là lẹ và rất là cứng tay lái để né những chiếc xà lan mà đang chạy đường thẳng, đò thì băng qua băng lại, đò tự né xà lan thôi, chiếc xà lan chạy đường thẳng thì cứ chạy tới thôi, đò sẽ tự né những chiếc xà lan chạy ngang. Chiếc này đến từ Long An, theo như em nhìn thấy thì xà lan đa số là ở Long An là nhiều nhất luôn á. Những cái chiếc không có tỉnh nào mà nhiều xà lan bằng Long An. Long An là xà lan nhiều nhất, chạy qua đa số đều để biển số của tỉnh Long An.